Chủ động lên lấy bóng đây, con trai phải chủ động lên nhé. Chưa thành công. Và những pha bóng đầu tiên như thế này thì đang cho thấy sức uể oải mệt mỏi của phía chi cục. Dường như họ không hề thắng trong trận này. Và phía ứng dụng thì cũng chưa mặn mà lắm trong những pha tấn công. Khán giả thì cần đòi hỏi xem những pha gây cấn hơn và sức bóng nhiều hơn. Điều ấy nó cũng một phần lệ thuộc vào mức độ cổ vũ của các trò của rất nhiều. Và những tràng vỗ tay vừa rồi đã cho thấy 5-1 là tỷ số và ứng dụng họ đã cười. Ra bại rồi và được ông quá dũng mãnh của Minh Thị Tâm. Trên sân bóng lúc này thì có hai người cùng đệm cùng tên, đó là Thị Tâm. Và chỉ họ chỉ khác nhau cái họ thôi, một người họ Đông, một người họ Đinh. Chúng ta xem là họ Đông và họ Đinh sẽ chiến đấu với nhau như thế nào. Các chị thân ở dưới cười rất tươi vì hôm nay là ngày 20 tháng 10. Bây giờ là pha phát bóng của đoàn tuyển Nguyễn. Chị thu sang luôn được mà chị tươi. Sang luôn đấy. Những pha ném bóng lưới không thể đoán được của chi cục đưa bóng sang sân. Để sang. Đó là lối chơi rất kỳ lạ mà đầu tiên chúng ta thấy. Các đội bóng trên sân đang chơi một lối chơi rất kỳ lạ. Và ứng dụng họ đang dẫn tỷ số 9-1. Chỉ những dù cũng không hiểu lối chơi kỳ lạ đấy của đối phương. Ra bài rồi. Nguyên tắc là miễn là bóng sai sân là sẽ chiến thắng, là thấm nhuần ở trong những lối chơi của các đội. Nhưng mà với ứng dụng thì không phải như vậy, họ sẽ lựa chọn con đường tấn công và vui dập đối thủ. Thì tôi búng luôn đấy, nhưng mà chúng ta thấy rằng là đưa bóng lên khá từ thủ công một lối chơi không hiểu được của cả chân lẫn tay và cả mọi bộ phận trên cơ thể. Tấm này đưa đây tấm 3-10 là kết quả lúc này. Chưa bao giờ chúng ta thấy một trận đấu nào nó hài hước như thế. Không qua. 3-10. Các chơi của các đội này đang đẩy nhanh tốc độ lên rất cao, nhưng mức độ nguy hiểm thì không cao, mà chủ yếu là sự lưỡng xoay chuyển của đội mà thôi. Chúng ta cứ đá xuống cho nó bung dậy, không được. Hà Nội đã có một cú ngã không thành công. Bây giờ Hà Nội 5-10. Họ đang di chuyển rất nhiều. Không đến được thật. Chi cục và ứng dụng gì thường được bên nào cũng tương đương và không một bên nào có dấu hiệu mệt mỏi cả. Những pha bóng cò cử đã đem đến được kết quả cho phía ứng dụng thêm một điểm nữa. 6-11, 11-6. Bây giờ là Lương Thị Hiền sẽ cho thấy kết quả như thế nào. Không đưa bóng sang lưới thành công. 12-6. Dường như chi cục đã bị rối loạn trước đội hình cách chơi kỳ quái của phía ứng dụng. Ứng dụng đã hứa sẽ không chống lại cả, và nhưng mà điều quan trọng là kết quả. Kết quả cuối cùng là điều quan trọng và các con đường dẫn sử dụng qua bộ phận trên cơ thể. Mẹ, phí thiếu bất cập là được. Sự di chuyển không hợp lý của phía ứng dụng. Và bây giờ chi cục lại đang dẫn trước, à không phải, nâng điểm lên, 8-12. Một pha bóng dũng mãnh và đã đem ngay kết quả đến cho chi cục. Chúng ta thấy là sức mạnh tiềm ẩn của phía chi cục là rất dồi dào. Họ đang còn ẩn chứa rất nhiều nhân lực mà chưa ra sân. Không phải mấy. Rút lưới. 13-9.
một tay là một tay thôi nhưng anh đã đưa bóng được sân sân. Dường như vị trí libero của Dung Văn Tuyển nó không phù hợp với cái công đó và nó ứng dụng có thể họ có sự thay đổi về kỹ thuật để rút ngắn tỷ số nhanh hơn để chiến thắng nhanh hơn các đội chủ lực áp quân như thế này. Một lần nữa thì cuộc lại đang giành được một điểm nữa và bây giờ đang là 11-14. Kết quả đang di chuyển rất nhanh và các đội bóng cũng chuyển bóng rất nhanh. Ra ngoài rồi. Cái chân và cuối cùng là sẽ tặng cho phía ứng dụng một điểm 15-11. Đó là lý do cho sự ứng dụng thế 16-11. Cô lấy từng tránh ra. Các chuyên gia phân tích trận đấu lúc này thì họ không thể đưa ra được những cái bình luận bởi vì không đã thích được ý đồ của các đối phương. Không qua 12-16. Rõ ràng chỉ cuộc đang chứng minh Á quân có sức mạnh như thế nào. Không qua. Và đúng như vậy 13-16. Tiền này đi giày 12 phân đi. Chiều cao là một lợi thế của các vận động viên lúc này. Và sự nhạy bén, nhanh nhẹn chạy trong sân nó sẽ đem đến kết quả rất sớm. 14-16. Chưa bao giờ chúng ta thấy là sự nỗ lực của Chi Cục nhanh như thế. Bây giờ đã là 14-16 rồi, chỉ còn 2 quả nữa thôi là họ có thể sát bằng kết quả lúc này. Sự cứu bóng nỗ lực thành công của Võ Thị và Thu. À, tạm dẫn trước của ứng dụng bây giờ là 17-14. Chỉ có thể bỏ bóng, chúng ta còn quả tiếp theo. Ra ngoài rồi, quá mạnh. 18-14. Những pha phạt bóng cuối cùng của ứng dụng rất đẹp với hiệu quả ăn trực tiếp. Đừng đua nhưng mà ngoài sân rồi. 15-19. Những bước tiến rất chắc và thẳng thắn của Chi Cục. Hai mươi 16, bây giờ kết quả này sẽ mong rất chờ nhiều vào nông tuyển. Pha bóng cuối cùng được quyết định số phận của trận bóng này. Ứng dụng đã chiến thắng trong trận thứ hai. Xin chúc mừng đội ứng dụng đã chiến thắng với tỷ số 21-16. Và như vậy trong hai lần thắng liên tiếp, à không phải một đều. Như vậy là trong hai đội này sẽ thi đấu hiệp thứ hai, anh thứ ba, 16 anh.